quay phim mẹ quét bánh. Anh xem là cái tiểu sử của Nguyễn Ngọc Hoàn của hai đấy. Đó, anh ra cũng đi rồi cũng rồi bị bắt, nó cũng bị 3 năm tù phải sao ấy chứ. Có chứ, ông ấy nói mà. Sao ông vượt biên trốn đi nước ngoài, vợ con chết hết rồi đấy. Còn cái bà về sau sang bây giờ lấy mà có cái thằng con đấy là sang đấy mới lấy chứ. Đấy mới đẻ con muộn thế, tận năm tám mấy, thằng lấy sinh năm 83, 85 gì ấy.